tôn cao thượng biết cung kính khiêm nhường trí tôn và trí ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận dục tánh thượng hóa thượng ý kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thăm Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 103, Kinh Nghĩ Như Thế Nào, Kinh Ti Xuất Tá, từ câu 1009 đến 1012. Sẽ được Ngài Tề Xuyên giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn Phong Lan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tệ Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay
Giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 103, Kinh Nghĩ Như Thế Nào, Kitti Sutta. Từ câu 109 đến 1012 sẽ được Ngài Tệ Thiêu thuyết giảng. Con xin thay mặt đại chúng trong rung hành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng, từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Một bích tha giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Kính dân bích đến sư ạ. Nó một bích thầy ạ. Bà lệ chư tôn đức sư chào tất cả quý Phật tử. Thế đây là sự tập tuyệt siêu. Thứ thì rất là tình cờ, nhưng mà cũng là điều đáng chúng ta lưu ý là Kusinara, hay là trong tiếng Việt Nam chúng ta gọi là Kusina, là nơi mà Đức Thế Tôn chứng Niết Bàn. Trước đó trong thời gian một vài năm có nhiều sự kiện xảy ra Kusinara. Một ở trong những điều mà được đề cập đến đó là khi Như Lai Thánh Tăng Bồ Tát từ trần thì những người đệ tử tạo nên nhiều sự phân hóa, và chính tại Kusinara Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh về cái tinh yếu của giáo pháp là ba bài pháp trợ bồ đề, để chư tăng cùng nhau ôn học và xem đó là cái căn bản không có phân hóa sau này. Và cái này cũng là một điều khác, cũng ở tại Kusinara Đức Phật Ngài đưa ra lời kêu gọi chư tăng làm thế nào mà có một sự đồng nhất ở trong cái sự ý nhìn, ở trong sự học hỏi hành trì giáo pháp, để từ đó không có bị phân hóa. Từ đây về cái này phát xuất từ một câu hỏi đầu tiên mà Đức Phật hỏi chư tỳ kheo nghĩ nào, nghĩ như thế nào về Đức Phật, về chính Ngài. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Lão Tổ Sư vì giảng sư của chương trình hôm nay giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài kinh này. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từng bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Phong Lan Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc bài chánh kinh ngày hôm nay. Bài 103, Kinh Nghĩ Như Thế Nào, Kinh Trí Xuất Tá, từ câu 109 đến 1012. Tên bài kinh này được đặt một cách hiếm hoi, thú vị, là lấy theo dấu hỏi. Là lấy theo dấu hỏi trong một câu mà Đức Phật mở đầu pháp thoại. Hỏi chư tỳ khưu, các thầy nghĩ sao về Như Lai? Kinh tít vô bích khắc quê, ma di hồ tít. Từ câu hỏi này, Đức Phật đã dẫn thính chúng đến mục đích cao cả mà giáo pháp được truyền dạy, và từ đó nên được lãnh hội họ trì như thế nào để không rơi vào tranh chấp đối đầu. 109. Phật tâm vô sứ bất từ bi,
tâm Phật không đau, không từ bi. Đức Thế Tôn thuyết pháp chỉ vì tâm từ bi. Điều đó cần được ghi nhớ bởi những người con Phật. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này, các tỳ kheo, thưa vân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này, các tỳ kheo, đối với ta, các ông nghĩ như thế nào? Có phải vì nhân y áo Sa môn Gotama thuyết pháp, hay có phải vì nhân đồ ăn khất thực Sa môn Gotama thuyết pháp, hay có phải vì nhân sàn cỏ Sa môn Gotama thuyết pháp, hay có phải vì nhân thành bại Sa môn Gotama thuyết pháp? Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không nghĩ rằng vì nhân y áo Sa môn Gotama thuyết pháp, hay vì nhân đồ ăn khất thực Sa môn Gotama thuyết pháp, hay vì nhân sàn tỏ Sa môn Gotama thuyết pháp, hay vì nhân thành bại Sa môn Gotama thuyết pháp. Và như vậy, này các tỳ kheo, đối với ta, các ông nghĩ như sao? Vì nhân y áo Sa môn Gotama thuyết pháp, vân vân. Vì nhân thành bại Sa môn Gotama thuyết pháp. Vậy này các tỳ kheo, đối với ta, các ông nghĩ như thế nào? Như thế này, bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, chúng con nghĩ như sao? Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ, Thế Tôn thuyết pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với ta, các ông nghĩ như sao? Với tâm, vì lợi tha và do lầm từ, Thế Tôn thuyết pháp. 1010. Hóa giải bất đồng về giáo pháp. Nếu trong sự học hỏi, hành trì giáo pháp có sự bất đồng, nên giải quyết theo 4 trường hợp. Do vậy, này các tỳ kheo, những pháp ta giảng cho các ông với thượng trí như là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần, thánh đạo 8 ngành. Ở đây, các ông phải học tập tất cả trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau. Và này các tỳ kheo, khi các ông học tập trong các pháp ấy, trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau, có thể có hai vị tỳ kheo nói khác nhau về thắng pháp. Abhidhamma. Ở đây, nếu các ông nghĩ như sao, giữa các vị tôn giả này có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn. Ở đây tỳ kheo nào các ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy nói như sau. Giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. Các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau. Rồi một tỳ kheo nào của phái bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau. Giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. Các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau. Như vậy, cái gì khó nắm giữ, cần phải thọ trì là khó nắm giữ. Sau khi thọ trì là khó nắm giữ, cái gì khó nắm giữ, cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về lực, phải được nói lên. Ở đây, nếu các ông suy nghĩ như sau, giữa các bậc tôn giả này có sự sai khác về nghĩa, có sự đọc về văn. Ở đây, tỳ kheo nào các ông nghĩ là như thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau. Giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn.
Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn như thế này. Các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau, rồi một tỳ kheo vào của phe bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau: giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn như thế này. Các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau. Như vậy, cái gì khó nắm giữ cần phải thọ trì là khó nắm giữ. Cái gì dễ nắm giữ phải thọ trì là dễ nắm giữ. Sau khi thọ trì là khó nắm giữ. Cái gì khó nắm giữ sau khi thọ trì là dễ nắm giữ. Cái gì dễ nắm giữ, cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về lực phải được nói lên. Đây, nếu các ông nghĩ như sau: giữa các tôn giả này có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về căn, về văn. Ở đây tỷ kheo nào các ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau: giữa các tôn giả có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa, có sự khác về văn như thế này. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là văn. Các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau vì một vấn đề nhỏ nhặt. Rồi một tỳ kheo nào của phe bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy nghĩ đến vị ấy và nói như sau: giữa các tôn giả có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là văn. Các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau vì một vấn đề nhỏ nhặt. Như vậy, cái gì dễ nắm giữ phải thọ trì là dễ nắm giữ. Cái gì khó nắm giữ phải thọ trì là khó nắm giữ. Sau khi thọ trì là dễ nắm giữ. Cái gì dễ nắm giữ sau khi thọ trì là khó nắm giữ. Cái gì khó nắm giữ, cái gì về pháp, cái gì thuộc về luật phải được nói lên. Ở đây, nếu các ông nghĩ như sau: giữa các tôn giả này có sự đồng nhất về nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Ở đây, vị tỳ kheo nào các ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau: giữa các tôn giả có sự đồng nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn như thế này. Các tôn giả chớ có cãi lộn nhau. Rồi một tỳ kheo nào của phe bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau: giữa các tôn giả có sự đồng nhất về nghĩa và có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết rõ sự đồng nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn như thế này. Các tôn giả chớ có cãi lộn nhau. Như vậy, cái gì dễ nắm giữ phải thọ trì dễ nắm giữ. Sau khi thọ trì là dễ nắm giữ. Cái gì dễ nắm giữ, cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật hãy được nói lên. 1011. Tinh thần xây dựng trong sự hành trì giới luật. Răng phạt một tỳ kheo phạm luật là vấn đề hết sức tế nhị. Và này các tỳ kheo, khi các ông học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau, có thể có một tỳ kheo khác phạm giới, phạm luật. Ở đây, này các tỳ kheo, chớ có khiển trách, hấp tấp cá nhân người kia cần phải giác sát. Các ông phải suy nghĩ sẽ không có hại gì cho ta và sẽ không có tổn hại gì cho người kia. Nếu người kia không phẫn nộ, không uất hận, có ý kiến lanh lợi và dễ thuyết phục, và ta có thể khiến người ấy vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Này các tỳ kheo, nếu các ông nghĩ như vậy, thì các ông nên nói là phải.
Nhưng nếu này các tỳ kheo, các ông nghĩ như sao? Sẽ không có hại gì cho ta và sẽ tổn hại cho người kia. Người kia phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chằng chạp nhưng dễ thuyết phục. Và ta có thể khiến người ấy vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là sự tổn hại cho người kia. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Này các tỳ kheo, nếu các ông nghĩ như vậy, thì các ông nên nói là phải. Nhưng này các tỳ kheo, nếu các ông suy nghĩ như sao, sẽ có hại cho ta và không có tổn hại cho người kia. Người kia không có phẫn nộ, uất hận, có ý kiến lanh lợi, nhưng khó thuyết phục, và ta có thể khiến người ấy vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là sự tổn hại cho ta. Và đây là việc to lớn hơn, là ta có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Này các tỳ kheo, nếu các ông suy nghĩ như vậy, thời các ông nên nói là phải. Nhưng này các tỳ kheo, nếu các ông suy nghĩ như sao, sẽ có hại cho ta và sẽ có tổn hại cho người kia. Người khác phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chằng chạp, khó thuyết phục, và ta có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là hại cho ta và tổn hại cho người kia. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Này các tỳ kheo, nếu các ông suy nghĩ như vậy, thời các ông nên nói là phải. Nhưng này các tỳ kheo, nếu các ông suy nghĩ như sao, ta sẽ bị hại và người kia cũng bị tổn hại. Người kia phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chằng chạp, khó thuyết phục, và ta không thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Đối với một người như vậy, này các tỳ kheo, hãy xả, chớ có nên khinh miệt. 1012. Không nên chạy theo điểm bất đồng mà quên đi cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Đừng để những tranh chấp hơn thua khiến tăng chúng đánh mất giá trị cao cả của đời sống tu tập. Và này các tỳ kheo, khi các học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau, có thể khởi lên giữa các ông một khẩu hành, một ý kiến ngoan cố, một tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ. Ở đây, một tỳ kheo nào của phe bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau. Này hiền giả, dầu chúng tôi học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn nhau, có khởi lên một khẩu hành, một ý kiến ngoan cố, một tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ. Nếu biết được như thế, vị sa môn sẽ vỡ trách, trả lời một cách chân chánh. Này các tỳ kheo, tỳ kheo phải trả lời như sau. Này hiền giả, dầu cho chúng tôi học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không khải động nhau, vân vân, vị sa môn sẽ vỡ trách. Nhưng này hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, niết bàn có thể chứng được chăng? Nếu trả lời một cách chân chánh, này các tỳ kheo, tỳ kheo phải trả lời như sau. Này hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, niết bàn không có thể chứng được. Rồi một tỳ kheo nào của phe bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau. Này hiền giả, dầu chúng tôi học tập các pháp ấy, vân vân, vị sa môn sẽ vỡ trách, trả lời một cách chân chánh. Này các tỳ kheo, tỳ kheo phải trả lời như sau. Này hiền giả, dầu cho chúng tôi, vân vân, vị sa môn sẽ vỡ trách. Nhưng này hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, niết bàn có thể chứng được chăng? Nếu trả lời một cách chân chánh, này các tỳ kheo,
Tỷ kheo phải trả lời như sau: Này hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, Niết Bàn không có thể chứng được. Nhưng này các tỷ kheo, nếu các ông khác hỏi tỷ kheo ấy, nói rằng các tỷ kheo ấy có được tôn giả khiến cho vừa khỏi bất thiện, an trú vào thiện chăng? Nếu trả lời một cách chân chánh, này các tỷ kheo phải trả lời như sau: Ở đây, này hiền giả, tôi đi đến Thế Tôn và Thế Tôn thuyết pháp của Ngài cho tôi. Sau khi nghe pháp ấy, tôi đã nói lại cho các tỷ kheo ấy. Các tỷ kheo ấy nghe pháp ấy xong, các vị ấy tự vượt khỏi bất thiện và trú vào thiện. Lời như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo không tự khen mình chê người, vị ấy giải thích tùy pháp đúng với pháp, và không một ai các pháp hữu nói tùy thuyết có thể đưa đến phỉ báng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Nam mô Bụt Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trị Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay cũng không đến nỗi dài lắm so với các bài học trước. Bài kinh hôm nay mang tựa đề là Kinh Tý số 8. Kinh Tý là một nghi vấn trạng từ. Dịch là như thế nào? Một cái tựa đề về kinh mà chúng ta thấy rất hiếm có trong các tựa về kinh khác, và rất rất là thú vị vì ở đây không có một nhân vật nào cũng không lấy một cái địa danh nào để làm tên của bài kinh, mà chỉ lấy một nghi vấn trạng từ do cái câu hỏi của Đức Phật. Kinh Tý Vô Phích Huê Bấy Nhi Hồ Thí. Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào về ta? Cái chữ Kinh Tý đó được lấy ra để làm tên của bài kinh, kể cũng thú vị. Trong bài kinh ngày hôm nay, chúng ta được bố cục, chúng ta bố cục có bốn phần.
nhất là Đức Thế Tôn thuyết pháp chỉ vì tâm từ bi. Thứ hai là nói đến sự hóa giải bất đồng vì giáo pháp. Thứ ba là tinh thần xây dựng ở trong giới và luật. Và thứ tư là không nên chạy theo quan điểm bất đồng mà quên đi cứu cánh của đời sống phòng hành. Đó là 44 cục của bài kinh. Sở dĩ mà có cái bài kinh này như chúng ta đã biết, ở tại Kusinara là nơi mà Đức Thế Tôn sẽ viên tịch ở đó. Và trước cái thời điểm mà Đức Thế Tôn viên tịch không bao lâu thì đi gần thác là tâm quốc tác vừa tạ thế. Khi đi gần thác là tâm quốc tác là vị giáo chủ của đạo đi gần thác tạ thế, thì trong giáo phái đi gần thác lũng cũng tranh luận với nhau về về pháp. Với vị giáo chủ đó thuyết giảng nên đi đến cái chỗ suy yếu, khi nghe cái sự kiện này thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lên cái bài kinh. Kinh Di Sư Tăng trước nhất là Đức Thế Tôn ngài đặt lên một câu hỏi và trong cái câu hỏi này chúng ta thường thấy nơi một vị lãnh đạo và biết xây dựng cấp dưới, ngài không có áp đặt, mà ngài hỏi các vị kheo rằng các ngươi nghĩ như thế nào về ta? Có phải vì nhân vật dụng như là y phục vật thực sàng tọa mà ngài thuyết pháp cho đệ tử không, hay có phải vì nhân thành bại và thuyết pháp cho các đệ tử không? Thì các vị tỳ kheo nói rằng chúng con không có nghĩ ngài như vậy. Đức Phật cần hỏi như vậy thì các ngươi nghĩ như thế nào? Các vị tỳ kheo mới đáp rằng là
Bạch Đức Thế Tôn, đối với Đức Thế Tôn chúng con suy nghĩ như sau. Đức Thế Tôn thuyết pháp với từ tâm và vì lợi tha, do lòng từ mà Ngài thuyết. Chúng tôi dừng lại ở chỗ này chút để nói rằng là cái vấn đề gọi là vì nhân thành bại đó, cái chỗ này nó có vấn đề một chút. Trong cái chữ Y tí phá hoa phá hoa hệ thống, thì ở trong chú giải thích rằng e quang im măng đê sân na bà dân vùn nha tri giá hoặc thun đi xài giá tát sinh phá quê sụp khăn vì đi xa mì tí thầm măng đê xê tí. Ở trong cái câu này có là các ngươi có nghĩ rằng là do tạo phước bằng cái sự thuyết pháp tasvin pháp quê là nhờ đó chúng ta quy định sa mi tí, giờ đó mà ta sẽ được hạnh phúc. Rồi Ngài thuyết pháp, các ngươi có nghĩ như vậy không? Ở đây thưa quý vị, một vấn đề rất là dễ hiểu là Ngài hỏi các vị tỳ kheo, các ngươi nghĩ ta thuyết pháp có phải là do vì muốn được y phục hay là muốn được vật thực, muốn được sàng tọa, hay là muốn được an lạc do nhờ tạo phước pháp thí không? Với chữ này rất rõ ràng của chữ Iman Desana Vyang Vinyate Yuvat Thung Nisaya. Bây giờ các vị giảng sư, pháp sư đó, chúng ta còn phàm phu thì chúng ta thuyết pháp bây giờ quý vị có nghe lại được chưa? Mặc dù văn thuật mới nhưng mà nó cũng còn có một chút ít trục trặc thưa quý vị.
Bây giờ quý vị nghe được thì chúng tôi sẽ nói. Đó là vấn đề thứ nhất. Rồi chúng tôi đính chính lại cái chữ mà do thành bại đó. Cái chữ do thành bại thì ở đây trong chú giải là không phải là do thành bại, mà là do muốn tạo phước thi pháp. Đức Phật Ngài không có thuyết pháp về bốn nguyên nhân đó. Khi mà các vị tỳ kheo đã bạch với Đức Phật là chúng con không nghĩ Đức Thế Tôn thuyết pháp về bốn nguyên nhân đó, mà chúng con nghĩ rằng là Đức Thế Tôn thuyết pháp vì lợi tha, do cái lòng từ bi mà thôi. Thì khi đó Đức Thế Tôn dựa vào cái cơ sở này của các vị tỳ kheo đã nói, Ngài mới nhắc nhở cho các vị tỳ kheo nếu các ông biết, nếu các người biết được Đức Thế Tôn vì lợi tha, do tâm từ bi và thuyết pháp, thời như vậy những pháp mà ta giảng các ngươi nghe như là 37 bồ đề phần, tứ xứ, tứ chính cần, tứ nhị, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, thì các ngươi cần phải học tập tất cả trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không có cãi vã với nhau. Thì ở trong trường hợp này nó vẫn có một cái vấn đề. Bắt đầu Đức Phật Ngài mới đi đến cái chỗ dạy cho các vị tỳ kheo như thế nào để sau khi Ngài tịch rồi đó, giữa chúng tỳ kheo duy trì giáo pháp của Ngài không như các vị du sĩ thuộc về phái Nigatha. Sau khi bậc đạo sư đã mãn phần thì họ có cái sự tranh cãi với nhau về giáo pháp, họ sống không hòa hợp nhau, họ tranh luận với nhau. Quý vị vẫn còn nghe được chúng ta nói? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì ở đây đó, trước hết là về pháp đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng vị tỳ kheo hòa giải nên xem xét cái sự bất đồng của họ, bất đồng của các tỳ kheo khác thuộc hai phe, hai bên, thuộc hai bên thuộc tính chất nào. Có bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai bên có sự sai khác,
cả về nghĩa, cả về văn. Thứ hai là hai bên có sự sai khác, chỉ về nghĩa nhưng mà có cái sự đồng nhất về văn. Ba là hai bên đồng nhất về nghĩa nhưng mà sai khác về văn. Bốn là hai bên đồng nhất về nghĩa và cũng đồng nhất về văn. Một vị mà có cái thẩm quyền hòa giải thì Đức Phật này dạy rằng vị đó nên đi tìm tỳ kheo nào ở hai bên đó mà có cái tính dễ dạy, dễ khuyên bảo, để khuyên bảo họ đừng có cãi vã với nhau. Thì với trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai đó, có cái sự sai khác cả về nghĩa lẫn về văn, hay là sai khác về nghĩa nhưng mà đồng nhất về văn, thì hễ mà hai bên có cái sự sai khác với nhau về nghĩa, về ý nghĩa của giáo pháp, thì nên khuyên họ là cãi nhau vô ích, vì hai bên không đồng một ý kiến, không đồng một ý kiến, tức là khác nhau về nghĩa. Còn với hai trường hợp sau thì chỉ khác nhau về văn thôi, thì đó là cái vấn đề nhỏ nhặt, chỉ là những cái từ ngữ, những câu, những chữ ở trong bản kinh, thì đó là vấn đề nhỏ nhặt, không nên cãi với nhau một cách vô ích. Thì như vậy đó, là trong cái nội thứ hai là Đức Thầy dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của ngài nữa, ngài nghe được thì xin ngài cầm mic trở lại ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ cảm ơn từ mẫn.
chắc đường nét của ngài bị trục trặc rồi quý vị ơi, quan hỷ chờ trong giây lát. Dạ con không biết nha, thượng tọa giác đẳng có trước máy không bạch sư? Nếu sư có trước máy thì cho con tín hiệu, con kính dân mít đến sư ạ. Dạ. Dạ, dạ con tri ân đại đức na tuệ tri. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ. Thượng tọa giác đẳng cũng không có trước máy rồi. Dạ chắc ngài bị kẹt mít luôn. Dạ con kính dân mít đến sư ạ. Thưa Phật tử, quý vị kinh dịch trên chế độ trung giới lát. Hy vọng khi từ tổ tổ siêu trở lại, chúng ta tiếp tục. Trong thời gian chờ đợi, thì xin chia sẻ với quý vị một vài điều là ở trong đời sống tu hành, kể cả một đời sống mà tương đối là yên lặng nhiều như là đời sống tu tập của những người Phật, những vị tu sĩ Phật giáo, thì nó có một cái hiện tượng rất là tự nhiên là thỉnh thoảng có nhiều cái tranh luận về pháp này pháp kia. Thế ví dụ như là chúng ta nghe tranh luận về thiền chỉ và thiền quán, về pháp học và pháp hành. Những tranh luận này thì nó không đáng, nó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà nó tạo thành một cái những cái xáo trộn ở trong đời sống tu tập. Ô thưa tọa thầy sư đã trở lại rồi. Dạ dạ kính thỉnh thưa tọa thầy sư. Dạ. Xin lỗi vì nghe nói là cái đường nét đường truyền ở Việt Nam ra hải ngoại nó có vấn đề mấy hôm nay, cho nên chúng tôi cũng gặp cái sự cố như vậy. Cảm ơn thượng tọa giác đẳng đã tiết lời trong giây lát. Và chúng tôi trở lại để nói đến vấn đề Đức Phật dạy các vị tỳ kheo trong bài kinh này ở cái nội dung thứ ba, tức là tinh thần xây dựng ở trong cái sự hành trì giới luật. Khi nãy chúng tôi có nhắc đến cái chữ thắng pháp Abhidhamma, cái danh từ Abhidhamma vào thời Đức Phật đã có cái danh từ đó, nhưng mà lúc bây giờ Abhidhamma đó chưa có được tách ra Suttantapitaka và Abhidhammapitaka, chưa có được tách ra tạng kinh và tạng luật, tạng kinh và tạng thắng pháp. Thắng pháp ở đây tức là Ati Đàm, tức là vi diệu pháp, chưa có được tắt. Do đó cho nên trong cái chữ Abhidhamma này vẫn là để chỉ cho chung cái giáo pháp của Đức Phật. Như câu mà Đức Phật này rằng Yogu Ananda Maya Thammo Chak Vinayo Chak Desito Panyato Sovu Mamachiye Nesattha. Này Ananda, pháp và luật nào mà Như Lai đã thuyết giảng, đã chế định cho các ngươi thì chính pháp luật đó thì của các ngươi sau ta viên tịch. Thì ở đây thưa quý vị, cái chữ pháp trong trường hợp này là Abhidhamma, là thắng pháp, và luật trong trường hợp này là Abhiwinaya, tức là thắng luật. Này ở trong trường bộ kinh có đề cập đến hai từ thắng pháp và thắng luật, là chỉ cho Thammo Chak Vinayo Chak. Cái chỗ này chúng ta cũng phải chú ý chút xíu.
Và rồi bây giờ nói đến tinh thần xây dựng trong sự hành trì giới luật. Như chúng ta cũng biết là đối với Đức Phật, Ngài vì cái lòng từ bi mà Ngài thuyết pháp cho chúng đệ tử, Ngài ban hành những cái điều luật, những cái giới luật là nhằm ổn định cái nếp sinh hoạt cho cộng đồng tăng chúng, để đem lại sự tốt đẹp cho tăng chúng, đem lại cái sự an vui cho tăng chúng, răn đe những cái thành, những cái phần tử bất hảo, và đem lại cái sự an lạc, yên ổn cho những vị tỳ kheo hiền thiện, vân vân. Thì do vậy, ở đây khi mà, nếu khi Đức Thế Tôn còn tại thế, còn hiện tiền, thì trường hợp nào mà có những vị tỳ kheo bị phạm về giới luật, thì lúc đó trên là có Đức Phật, và ở dưới trong chư tăng đó thì có tôn giả Upali là vị tối thắng trì luật. Vị đó là một bậc thánh vô lậu, bậc A La Hán. Cho nên cái chuyện đó thì giải quyết xong ổn thỏa. Nhưng mà ở đây Đức Phật này dạy là để nhằm nhắc nhở các vị tỳ kheo hậu tấn sau này, khi không còn những vị A-la-hán ở trong tăng chúng nữa, khi Đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn, thì lúc bây giờ ở trong tăng chúng các vị tỳ kheo, Đức Phật ngài dạy là có thể khi có một vị tỳ kheo phạm giới phạm luật, ở đây này các tỳ kheo đừng khiển trách hắc tấp, cá nhân người kia cần phải giác sát. Cái câu này đó thì chắc có lẽ là chúng ta cũng phải xem lại một chút. Cái điều mà Đức Thế Tôn vừa dạy rằng tập trắc phi khu vê na chô đà na chô đà na giá ta đi băng, hay là chô đi tập băng, chô tập băng là không nên buộc tội liền, không nên buộc tội liền. Ở đây dịch là khiển trách tháp tắc. Chữ về chô đi tí là buộc tội, là kết tội hay là kết án. Nghe chữ từ này xảy trong luật, thưa quý vị. Mà ở đây Búc lô Upaparikhitapo, ở đây nếu mà chúng ta xài là cá nhân người kia cần phải giác sát, chữ giác sát đó chúng ta bị nhầm với cái từ
Yoviso Manisikara có chỗ để trừ chánh giác sát. Cho nên vì chúng ta không có nhất quán về văn dịch, cho nên đọc thường ở trong kinh điển chúng ta thấy có chỗ Yoniso Manisikara hay là Patisankha Yoniso. Patisankha Yoniso cũng là chân chánh giác sát. Nếu vậy thì chúng ta bị nhầm, bị nhầm với chữ Parik khi tập Tapu. Tức là ở đây đó là cần phải đắn đo, cần phải đắn đo. Đắn đo như thế nào? Bởi vì khi một vị tỳ kheo phạm luật, mà nếu một vị tỳ kheo luật sư mà muốn xây dựng cái vị tỳ kheo phạm luật đó thì phải hết sức là tế nhị bằng cách là đắn đo. Đắn đo như thế nào? Xem coi mình nói, mình chỉ lỗi đó, nó có hại gì cho mình hay là có tổn hại gì cho tỳ kheo ấy hay không? Và người kia, liệu người kia sau khi nghe xong có phẫn nộ, quốc hận hay không? Có dễ thuyết phục hay không? Và ta có thể khiến cho người đó vượt khỏi bất thiện, vạn trú trong thiện pháp hay không? Nếu như thấy rằng, nếu như sau khi đắn đo biết rằng khi ta buộc tội tỳ kheo ấy không có hại gì cho ta, cái chỗ này không có hại, cái chỗ này thật ra đó thì ở trong luật tạng khi mà chúng tôi giải ngang cái chỗ này thì chúng tôi hay dùng cái từ là đối với ta không có ác ý. Mình phải suy xét xem có mình buộc tội người ta mà mình có cái ác ý hay không. Nếu mà mình buộc tội người ta với cái sau khi mình đắn đo, mình thấy rằng mình có hiềm khích với người ta, mình hiềm khích với người đó thì mình không nên buộc tội. Bởi vì buộc tội như vậy là mình sẽ đem đến cái sự xích mích. Cái chỗ này nó cũng hơi tế nhị chút xíu thôi. Do đó cho nên cái chỗ này là phải ý tí mày hành chát quy hệ xa và quý sinh tí. Đối với ta không có cái sự nào hại và quy hệ xa, quy hệ xa tức là không có ác ý. Có nghĩa là vị luật sư phải lượng xét trước khi buộc tội người khác, hãy xem coi mình có ác ý với vị đó hay không. Nếu thấy mình không có thì mình nên nói, còn hãy thấy mình có ghét bỏ thì mình không nên nói. Bởi vì khi mà ghét bỏ thì mình buộc tội hội là mình đi sai cái luật của Đức Phật rồi, sai pháp sai luật của Đức Phật rồi, đem đến cái sự chia rẽ giữa tăng chúng nữa. Cho nên phải lượng xét đó. Rồi một cái nữa là Parasa Bukalasa Anupakato, tức là có làm tổn thương người khác hay không.
Mình buộc tội như vậy có làm tổn thương cho vị ấy hay không? Phải suy xét hai khía cạnh đó, chứ không phải là muốn buộc tội thấy người ta vừa phạm giới cái là mình sẵn các cơ hội đó, sẵn nhà sập bìm bìm leo thì không tốt thôi. Đức Phật dạy rất kỹ trong trường hợp này. Và nếu thấy rằng là mình không có ác ý và cũng sẽ không làm thương tổn đến vị đó, không làm thương tổn đến vị đó, và người đó, vị tỳ kheo đó sẽ không có phẫn nộ, không có uất hận, vị đó sẽ có một ý kiến nhuận và dễ thuyết phục, thì trong trường hợp này nếu xét thấy như vậy đó thì các ông mới đúng thời mà nói. Cái chỗ này cũng là vấn đề nữa thưa quý vị, cũng hơi kẹt thì chúng tôi mấy cái chỗ này chúng tôi bỏ qua, thì chúng tôi thấy nó có một cái gì đó cho nên phải nói mất thời gian quý vị quá. Tức là sạch chê phích huê im và mát sát ca lăng quá chân na giá canh lăng quá chân na giá. Tức là nếu mà xét thấy như vậy rồi đó, đắn đo như vậy rồi thì nói một cách hợp thời. Nó còn thêm một cái chi tiết nữa là phải nói đúng đúng thời đúng lúc đó. Thì mình muốn buộc tội người ta phải nói đúng thời đúng lúc chứ không có thể nói sai được. Còn ở trong cái bản dịch của chúng ta, nếu các ông nghĩ như vậy, thời các ông nên nói là phải. Cái chỗ mà các ông nên nói là phải thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không hiểu là tại sao ở đây lại là nói là phải, trong khi người ta Đức Phật đang nói vấn đề là một vị tỳ kheo phạm giới luật, không nên buộc tội, không nên buộc tội vội, không nên vội buộc tội người đó, mà phải cân nhắc. Mà sau khi cân nhắc thấy là nó có thể nói được thì giờ mình phải nói đúng thời, chứ không phải là nên nói là phải. Đây là cái chỗ mà chúng tôi phải chỉnh nữa. Rồi bây giờ cái vấn đề thứ nhất, một cái khía cạnh thứ hai đó sửa sai cho vị ấy, nếu xét thấy cuối cùng ta sửa ấy thì bỏ ác theo thiện, mặc có thể những cái chướng ngại như là có ta có hại cho người, có hại cho cả hai người kia, chậm lục khó dạy,
để sự trợ giúp. Nếu được một con người không có người thì ngại cũng tránh nói. Thứ ba về luật cuối cùng không thể nào Thưa tôi khoan nghĩ trở lại ở trong rung không còn nghe được cái tên thưa tôi. Sửa đổi họ được dự trên tức cảm thấy rằng người ta không tồn tại. Chúng tôi vẫn đang cầm biết chúng tôi không có đụng chạm gì hết. Cái chương trình bài thoát này nó lạ lùng. Như vậy là Thượng Tọa Giác Đẳng và chúng tôi cùng cầm mic một lượt. Mà Thượng Tọa Đẳng nói xong buông mic xuống là chúng tôi vẫn nói tiếp. Chúng tôi chưa có rớ tới cái bàn phím. Cũng lạ, kể cũng hay. Kính thưa quý vị, đó là cái bố cục thứ hai, thứ ba. Và trong cái bố cục thứ tư của bài kinh đó là lại nói đến cái vấn đề không nên chạy theo điểm bất đồng mà quên đi cứu cánh của đời sáu phần. Đại các tỳ kheo, khi các ngươi học tập các pháp ấy, pháp ấy tức là 37 bộ địa phần, trong tinh thần hòa hợp quan hỷ không cãi vã với nhau, nhưng mà có thể khởi lên giữa các ông một khổ hành, một ý hành, một ý kiến ngoan cố, một tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ, thì ở đây một vị tỳ kheo nào đó của bên này hay bên kia mà các ngươi nghĩ là nhu thuận dễ dạy hơn thì hãy đến vị đó mà nói nhắc nhở. Thay vì nhắc nhở trực tiếp cho hai bên, bên này hay bên kia, nhắc nhở cho hai bên, nhưng mà nhắc nhở hai bên như vậy nó không có hay bằng bên nào mà mình thấy có một vị tỳ kheo nhu thuận dễ dạy đó, thì mình lợi mình nói với vị đó, mình nói với vị đó cũng được rồi. Mình nói với vị đó như thế này là chúng ta học các pháp trong tinh thần hòa hợp quan hỷ không cãi lộn với nhau,
Nhưng mà có khởi lên một cái khẩu hành, một cái ý kiến hoan khố, tâm hiềm hận, ưu não vương nộ. Nếu Sâm Vua biết được sẽ quở trách, tức là chỉ cho. Nếu mà Đức Phật Ngài biết được thì Ngài sẽ quở. Nếu mà Ngài còn xin tiền thì Ngài sẽ quở. Thì khi mình hỏi một vị tỳ kheo đó thì vị đó sẽ, nếu mà vị đó trả lời đúng pháp thì vị đó cũng sẽ trả lời rằng là thật sự chúng ta đang có một cái khẩu hành, một cái ý hành, một cái ý kiến, một cái hiềm hận ngoan cố. Ý kiến hoàn cố cái tâm hiềm hận não hại phẫn nộ. Nếu mà Đức Thế Tôn còn xin tiền mà Ngài biết được, Ngài sẽ quở trách. Nếu vị đó trả lời gì, rồi phải hỏi tiếp. Nhưng này thì giả, nếu mà không từ bỏ cái sự kiện hiềm hận ấy, không từ bỏ cái sự tranh luận ấy, thì Niết Bàn có thể chứng được chăng? Tất nhiên vị tỳ kheo kia trả lời chân chánh thì phải nói rằng nếu không từ bỏ cái sự kiện tranh chấp đó thì không thể chứng được Niết Bàn rồi. Rồi cũng đi đến với một cái vị khác dễ dãi, cũng nói lên cái ý nghĩa này. Tức là bây giờ chúng ta sống có cái sự hiềm khích với nhau như vậy đó, nếu Đức Thế Tôn này, chữ Sa Môn ở đây là ám chỉ cho bậc đạo sư, là Đức Tôn trong chú giải giải thích như vậy. Nếu mà Đức Thế Tôn còn hiện tiền thì Ngài có quở trách không? Và khi mà mình không từ bỏ, chúng ta không từ bỏ điều ấy, tức là sự tranh luận ấy, thì có thể chứng được Niết Bàn không? Mình phải phân trần để cho các vị tỳ kheo đấu tranh kia hiểu được, các vị sẽ bỏ. Nhưng ở đây còn một cái chi tiết một chút xíu nữa là khi mà vị tỳ kheo đi hòa giải các vị tỳ kheo khác về pháp về luật đó, rồi có những vị tỳ kheo khác hỏi vị tỳ kheo này vậy chứ, Ngài có giúp cho được các tỳ kheo ấy vượt khỏi bất thiện và ở trú vào thiện chăng? Thì vị tỳ kheo này phải nói một cách khiêm tốn, nói rằng, phải trả lời rằng: ở đây này hiện giả, tôi đi đến Thế Tôn và Thế Tôn thuyết pháp của Ngài cho tôi nghe. Sau khi nghe pháp ấy, tôi nói lại cho các tỳ kheo ấy. Thì tỳ kheo nghe pháp xong, các vị đó tự vượt khỏi bất thiện và vạn trú vào thiện. Mình trả lời như vậy đó, thì vị tỳ kheo không có tự khen mình chê người khác, vẻ giải thích tùy pháp đúng pháp, và không có một ai trong pháp hữu nói lên lời có thể đưa lên cái lời phỉ báng chỉ trích. Cái này cũng là cái cách khéo nói cho mình. Khi mình xây dựng người ta đó, nhất là ở trong tăng chúng,
mình không có đem pháp và luật ra mình nói, mà mình đi đến mình chỉ rầy, mình nghĩ rằng mình ý là ông thầy, là ông thầy y chỉ hay là thầy tí độ của các vị tỳ kheo, rồi mình rầy mình quở vậy sẽ khiến cho họ có cái sự hiềm khích. Cho nên mình chỉ nói đem pháp và luật ra mình nói thôi. Hễ mà họ nghe được đó thì họ bỏ. Và như vậy thì chúng ta không có, thí dụ chúng ta này các sư, điều này Đức Thế Tôn đã dạy như thế này như thế này, làm như vậy thì sẽ tai hại. Quý vị, chúng ta hãy chờ đợi trong giây lát. Có thể khi chúng ta cầm mic thì cái mic của Thượng Tọa Thầy Siêu cũng đang làm việc đấy. Quý vị chờ trong giây lát. Thôi thì hy vọng trong giây lát các Thượng Tọa sẽ trở lại. Chúng tôi xin được nói một điều rằng một cái khía cạnh trong đời sống của các vị tu sĩ đó là đôi khi người ta có thể bỏ gia đình, bỏ mái tóc của tuổi xuân, nhưng mà người ta rất là khó bỏ cái gọi là bản ngã ở trong cái sự hơn thua. Một cái kinh nghiệm mà các vị trưởng lão thường nhắc là các vị tu sĩ đặc biệt dễ rơi vào trong cái tình trạng hơn thua, lời qua tiếng lại. Đây là một điều mà chúng ta đặc biệt phải rất là cẩn thận. Nếu mình không khéo thì điều đó nó lại trở thành một cái chướng ngại của đời sống phạm hạnh, của đời sống tu tập. Nếu chúng ta đọc kỹ bài kinh này thì Đức Phật đặc biệt dạy chúng ta nên nhớ về Đức Phật, nên nhớ về cái mục đích cao cả của sự tu tập. Và nếu chúng ta không có thường tự nhắc mình như vậy chứ, thì mình sẽ bị cuốn hút vào những cái điểm tranh chấp mà rốt cuộc nó không dẫn đi về đâu hết, nó chỉ làm xấu mặt với nhau. Ngay cả thời Đức Thế Tôn còn tại thế, một nhóm tỳ kheo ở tại Cua Sông Bí phân hóa, nó chỉ vì một chút nước còn lại ở trong một cái gáo nước ở trong nhà vệ sinh thôi, cái khởi sự nó không đáng gì.
Nhưng mà thưa quý vị, để rồi nó tạo nên một cái câu chuyện mà người ta còn ghi ở trong lịch sử về sự phân hóa của chư tỳ kheo. Và vì vậy chúng ta không nên xem thường những điểm này, mà chúng ta phải thấy rằng cái sự chia rẽ phân hóa đó, nó là tự nó đó, đó là vấn đề. Chúng ta khoan nói ai đúng, ai sai, ai phải, ai quỷ, mà tự nó đó là vấn đề. Và chúng ta phải tìm cách để tránh nó. Ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta cân nhắc rất kỹ. Khi mình muốn khiển trách một ai, mình phải được tự đặt câu hỏi đó là điều đó có mang lại lợi ích hay không, có giải quyết được vấn đề hay không, có làm cho sự việc nó tệ hơn hay không. Nếu mà sự việc đó nó tệ hơn thì phần lớn là chúng ta nên im lặng. Và đây là vấn đề phải cân nhắc rất kỹ. Chúng ta thường rất dễ dàng để lên tiếng chống đối chỉ trích lẫn nhau, rất dễ dàng cho chúng ta đưa mọi người vào nỗi tranh chấp. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những lời đối chỉ trích đó, nó chẳng có quan trọng gì hết, khi nào mình xách khay đánh người khác mới quan trọng. Nhưng mà những cái ý kiến để chỉ trích nó không có gì quan trọng, thực sự không phải vậy. Và tất cả nó đều tạo nên những cái hệ lụy lớn ở trong một gia đình, ở trong một tổ chức. Chúng ta thấy rằng cuộc sống trong gia đình có nhiều khi người ta ly dị với nhau đó, nó chỉ vì những lời nói thôi. Và ở trong một cộng đồng đôi khi nó bị suy sụp là cũng do vấn đề chỉ trích với nhau. Chúng tôi sống ở trong cuộc sống một vị tu sĩ làm việc đạo thì có một số các kinh nghiệm mà tự thân của chúng tôi cũng trải qua, và ở trong nhiều trường học thấy rằng cái chuyện mà dẫn đến tranh chấp, đổ vỡ lời qua tiếng lại đó, mình nghĩ nó không có nặng, nhưng mà kỳ thực nó nặng lắm, thưa quý vị. Và chúng ta không thể không cẩn trọng về điểm này. Và ở trong mỗi trường học đó thì một điểm mà chúng ta cố gắng làm cách nào mà mình nhìn vấn đề tương đối ở cái mức độ ở mức độ mà có trách nhiệm nhất. Ngay cả trường học bây giờ Đức Phật không còn tại thế nữa, nhưng mà qua lời dạy của Đức Phật, dù là Ngài không có ở đó, nhưng mà chúng ta tự hỏi rằng mình làm như vậy, mình nói như vậy, mình hành xử như vậy, thì nếu Đức Phật còn tại thế, Ngài có khiển trách này không? Đôi khi phải đặt vấn đề. Và qua bao nhiêu cái thăng trầm của cuộc sống thì chúng ta thấy rằng nó phải có cái nỗ lực lớn lắm đó, mới có thể vực dậy cái tinh thần khoa học của tăng chúng. Thí dụ như là chỉ có hơn 200 năm sau khi Đức Phật Ngài viên tịch, mà chính những ý kiến sai biệt về giáo pháp đã khiến tăng chúng bị chia rẽ trầm trọng. Mà vua A Dục, tức vua Ashoka, một vị vua hộ pháp, phải đem tất cả những cái quyền lực mà mình có được để can thiệp làm thế nào mà tăng chúng không bị chi phối, không bị chia rẽ, không bị phân hóa. Nhà vua đã cho khắc ở trên những cái bia đá, những cột trụ để nhắc nhở về cái sự hòa hợp của tăng chúng. Cái căn bản của tăng chúng đó là sự hòa hợp, và điều đó rất là khó, khó lắm. Quý vị biết là con nhiều cha, nhiều ý kiến. Chúng tôi làm trụ trì một ngôi chùa, và khi chư tăng về ở đông, ngày trước thì thưa quý vị, Ngài Hòa Thượng còn sống, đôi khi có những trường hợp mà chúng tôi thấy rằng ngài nương nhẹ cái lỗi của những vị khách, nói rằng Ngài nhu nhược. Và Ngài nhu nhược tức là cái việc đó đáng lẽ Ngài kêu lên, Ngài rầy, Ngài la, nhưng mà Ngài để như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, càng sống về sau này càng thấm thía một điều là những cái thái độ mà nó nặng nề đó, nhiều khi nó không giải quyết vấn đề mà nó chỉ tạo ra sự đổ vỡ. Nó đổ vỡ, và cái sự đổ vỡ đó nó không có dẫn một cái lợi ích gì với nhau hết. Và đối với chúng ta thường là chúng ta hay đặt vấn đề là hơn thua, ai đúng ai sai, đặt vấn đề thể diện, để vấn đề tư cách hành kinh. Nhưng mà cái việc mà chúng ta đặt ở đây, chúng phải đặt đúng chỗ, đó là cái sự
tiến bộ trong sự tu tập, đó là sự lợi ích của cộng đồng chúng, đó là hình ảnh của Đức Phật. Nếu ở trong nhà mà cha mẹ có cái đức để lại cho con cái, và khi con cái mà có những vấn đề mà con cái nhớ hình ảnh của cha mẹ đó, thì cái chuyện đó sẽ giúp ích đi rất là nhiều. Mỗi ngày chúng ta lên lại Phật, chúng ta đã lễ Đức Phật, nhưng mà một câu hỏi mà chúng ta đặt ra là những gì mà chúng ta hành xử, những gì chúng ta nói hay làm, nếu Đức Phật còn tại thế thì Ngài có khoan hỷ không, hay Ngài khiển trách điều đó? Và cái câu hỏi đó nó vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay giống như từ bao giờ, và rất là quan trọng. Đây là một việc mà chúng ta không thể coi thường được, dù nó chỉ là một cái sự tương quan giữa con người con người. Thứ vì có lẽ là thượng tọa Tuệ Siêu đang gặp trục trặc kỹ thuật, và chúng tôi thực sự không biết khi nào thượng tọa sẽ trở lại được. Bây giờ chắc có lẽ chúng tôi bước vào phần thảo luận. Được thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang có mặt ở trước máy, kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền khoan hỷ. Nếu quý vị nghe chúng tôi không có liên tục phải không? Dạ. Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền khoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Một lần nữa sẽ hỏi thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy và nghe được thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoàn thì trả lời cho cô do thấy thượng tọa Tuệ Quyền rồi. Thượng tọa Tuệ Quyền ở trong cái cách mà hóa giải những tranh chấp đó, thì Đức Phật lại khuyên là chúng ta phải cân nhắc về nghĩa, về văn. Có khi có sự khác biệt về văn, có khi khác biệt về nghĩa, có khi khác biệt cả hai. Có nhiều lúc đó thì vấn đề nó chỉ là vấn đề văn thôi, chứ nghĩa thì giống nhau thì chúng ta nên xí xóa, chúng ta nên chấp nhận lẫn nhau. Và ở trong nhiều đoạn trong kinh thì nói giáo hóa của Đức Phật là nghĩa văn cụ túc. Dạ, nghĩa văn cụ túc. Thì nói thường quân hoan nghị giải thích cái chữ nghĩa, ách thá và văn. Francesca ở đây là nói về cái gì? Và tại sao hai cái thuật ngữ này thường dẫn dắt liên quan đến giáo pháp của Đức Phật? Kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá thưa đại chúng được nghe rõ và cảm ơn quý vị. Và chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật giáo pháp, và chúng ta kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu thần tử Giác Đăng, thượng tọa Pháp Tân, tính siêu nguyên thông cũng chư tôn Bụt Tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và con có không có nghe rõ thượng tọa nói cái nghĩa về sau, nhưng con chỉ nghe thoáng cái câu đầu. Cái ý nghĩa đầu, và con sẽ con đọc trên cái topic này thì con sẽ giải thích lên cái tinh thần đó. Chứ có rằng là về cái nghĩa và văn, chúng ta đọc ở đây cái ách thá đây là nghĩa và trên cho nó là văn đó, thì những vấn đề cập đến trong cái Phật pháp, và khi nói về một sự tranh chấp hay có một sự lý luận cãi cự gì, hay có một cái sự thẩm vấn nghiên cứu gì, thì ở đây chúng ta cũng lưu ý rằng với cái nghĩa khi mà có một sự tranh biện, khi có một cái sự đáp với nhau nói qua nói lại,
thì nói gì cho nó dễ hiểu, nói qua nói lại chút xíu. Thì cả hai phải hiểu rõ về cái mục đích, cái lý của mình tính nói cái gì. Và từ ngữ cũng phải, nó đề cập đến cái từ ngữ thì nó cũng phải là đẹp, mà chúng ta gọi là ái ngữ một chút xíu. Và cái nghĩa, ý thứ hai, cái nghĩa này, cái nghĩa nó đưa đến cái ý nghĩa từ Phật Pháp thì Đức Phật này luôn luôn dạy, tức là không có nên tranh cãi, không có nên tranh biện với ai. Là đời tranh với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh với đời. Thì đệ tử của Ngài, Ngài cũng khuyến khích như vậy. Người ta ganh ghét, bởi vì với cái tuệ giác của chính Ngài, cái sự thật ra thì Ngài thấy chúng sinh, Ngài khởi lên cái bi tâm nó nhiều hơn, hơn là những cái phải trách hờn. Và Đức Phật thì tuyệt đối không có chuyện trách, không có chuyện hờn chúng sinh rồi. Cho nên vì vậy á, nếu như cả hai bên nói chuyện đồng nhất, hiểu một hướng, đồng ý một hướng, và những từ ngữ nói mà có thể văn nghĩa nó vẹn toàn với nhau, thì cái lời nói này nó mà đưa đến tốt đẹp. Còn nếu như người ta không hiểu về cái nghĩa, hay người ta không có thể vận dụng những cái từ ngữ mà nó mang tính, tức là đẹp, từ ngữ nó ái ngữ, từ ngữ nó nhẹ nhàng, hay hoặc là chúng ta khi mà có sự tranh biện thì chúng ta phải nói cho rõ, chúng ta phải sử dụng từ ngữ nó đúng đắn để dẫn dụ, để giải thích cái nội dung của mình muốn truyền tải, muốn nói. Đây là một vấn đề quan trọng lắm. Cũng vậy, như thuyết pháp cũng vậy. Ở khi chúng ta định nghĩa, và chúng ta sau khi định nghĩa xong rồi chúng ta mới nói đến cái lý của cái từ ngữ đó. Chứ nếu vô giảng mà không có giải thích từ ngữ đó, hay một cái câu chuyện đó, thì chúng ta cũng phải biết là nó mở bài, thân bài và kết luận, và hay là một cái bài luận cũng vậy, tất cả nó đều phải có một cái trật tự. Thì một cái cuộc thăm luận với nhau, một cái sự nói chuyện với nhau, hay là một cuộc tranh luận với nhau, chúng ta gọi là tranh luận. Sự tranh ở đây, cái chữ tranh thì nó nghe nó là một cái vấn đề nó rất là khó chịu rồi. Nhưng làm gì làm thì phải nói rằng là một người tu phải có một chánh niệm, phải có một cái sự kiểm, hay là có một sự kiểm soát trên cái tâm nghiệp của mình. Chứ mình không thể mình nói kiểu như tôi nói vậy chứ tôi đâu có suy nghĩ như vậy. Vì chúng tôi có tiếp xúc với những vị sư lớn tuổi, nó sẵn sàng mà đến khi mà nhắc đến vị đó thì vị đó nói rằng là nó có đâu có nghĩ cái gì, nó chỉ người ta nói cái từ ngữ, cái văn phong với mình, mà nói cái từ ngữ thôi cũng đã đủ nghe là mình muốn chết rồi. Cho nên nói chi mà nghe người ta nghe, có đâu có nghĩ cái gì, thì người ta nghe, tại người ta không hiểu người ta nói này nói nọ. Thì ở đây chúng ta thấy đó chính là không có hiểu về cái nghĩa, và không biết vận dụng từ mục đích người ta nói. Mình là người sư, là người thầy, nói chuyện mình cũng nhẹ nhàng, tế nhị một chút xíu. Ví dụ chẳng hạn như vậy đi, còn nói rốn ráng, ầm ầm đùng đùng như vậy thì ở đây cũng không đúng. Mà vì ấy thì không hiểu, cứ nghĩ rằng là mình không có nghĩ xấu, mình không có ác ý với người, mà tiếng nói thì thôi coi như ầm ầm đùng đùng, người ta cứ tưởng đâu mình mắng người ta, người ta cứ tưởng la người ta. Đã vậy ông già cả thì nó hơi coi như lãng tai nữa, thì quý vị hiểu rồi. Lãng thì coi như là ngấu hay ngấu, mà ngọng thì hay nói, thì lãng tai, cho nên cứ ngấu ngấu, cứ hiểu ba chốc ba nhán, cứ là phát ngôn ra. Và bởi vì không nghe rõ cho nên nói rất là lớn. Thì ở đây mà chúng ta thấy nó có nhiều cái, phải nói rằng ở trong cái nghĩa và văn này, để chúng ta hiểu trên tinh thần Phật Pháp thì phải đưa đến cái gì, mục đích là đưa đến cái khí niệm đoàn kết. Sau khi được hiểu nghĩa, để đưa đến ý niệm của đoàn kết, đưa đến ý niệm của từ tâm, của tu tập, chứ không phải là tranh hơn tranh thua. Nếu tranh hơn tranh thua thì nó vượt ngoài cái giá trị của Phật Pháp rồi. Tranh là tôi hơn anh, tôi hiểu hơn anh hiểu hơn tôi, hoặc là
à, tên coi như là tôi đúng anh sai vân vân, thì cái đó nó cũng vượt ngoài cái giá trị tiếng tu rồi. Vì vậy cho nên giữa cái nghĩa và cái văn hay là từ ngữ câu cú đây, thì chúng ta phải biết rằng nó là một cái điều mà hết sức là căn bản tốt đẹp. Cũng như bây giờ khi mà chúng ta biết học về tục ngữ của Phật học hay là tục ngữ Vi Diệu Pháp, đầu tiên vô là chúng ta phải cái sau khi họ đọc cái văn thôi, họ đọc cái từ ngữ thôi, ví dụ như là a tâm hôn trầm na cảnh rồi động lực vân vân, thì thấy bao nhiêu đó thôi, nói cái bao nhiêu đó thôi tao quá tâm tinh thần, không biết động lực là cái gì, không biết coi như là na cảnh là cái gì vân vân. Nhưng cái gì cũng vậy, thì từ từ văn á, họ chưa nghe được á, thì nếu mà văn này chưa nghe được thì làm sao mà diễn tái nổi được cái lý, cái nghĩa. À, thì bắt đầu họ nghe trước cái văn đi, rồi giải thích cái nghĩa, rồi một lần không hiểu rồi lần thứ hai từ từ sẽ hiểu, mưa dầm thấm đất thì cũng sẽ xong. Thì chứ đừng có nói chi mà quý vị biết chúng tôi nói trên cái Vi Diệu Pháp, mà đừng có nói rằng tôi ngồi tôi có trình độ, tôi nghiên cứu Vi Diệu Pháp cho nên là Vi Diệu Pháp như thế này như thế nọ. Sự thiệt ra có một số người họ có một khả năng, có một trình độ một chút xíu, rồi cái họ nghiên cứu vô, rồi họ đi ra họ dạy họ giảng, rồi cái người ta cũng hết hồn hết vía. Nhưng sự thiệt ra cái đó nó không có chuẩn xác được, bởi vì cái nghĩa từ nghĩa và lý của Vi Diệu Pháp, hay là nghĩa và văn của Vi Diệu Pháp nó rất là lớn, từ ngữ đó nó rất là rộng, chứ không phải là bằng một kiến văn coi như là một chiều của mình, của xã hội, một kiến thức coi như là thế học mà chúng ta vận dụng vào ở trong Phật học, trong nội điển, trong lời Phật dạy. Thì điều này là chúng ta phải cần có một cái sự minh xác được một cách rõ ràng hơn, và cũng thật sự rất là xui, rất là thiểu phước cho những ai đã được hay là sẽ đón nghe về cái nghĩa và về cái văn của những người như thế, chứ không được thọ trì một cách vững chắc, một cách căn bản pháp môn, thì chắc chắn là chúng ta dễ bị sai lầm, và chúng ta dễ bị sai lệch. Bởi vì cái Phật pháp đó, nó mênh mông và gọi là Atthapatisampada, mà cái nghĩa nó vô ngại giải, từ vô ngại giải, pháp vô ngại giải và lý vô ngại giải, chứ không phải nói chuyện của như là bà chóc bà nhán, mà chúng ta muốn nói cái gì nói, thì chúng ta muốn suy nghĩ cái gì là suy nghĩ. Vì vậy cho nên cái bạch thượng tọa về cái câu thảo luận con có đôi điều suy nghĩ như vậy, nếu có gì mà cần muốn tốt thì cái công thức thượng tọa cũng biết ngay. Nam mô Phật Tha nhá. Sao chúng cái đừng thường tổ thiện quyền và chưa tôn đức và thường quý phật tử ở trong lĩnh vực Phật học đó, rất là dễ dàng để người ta có những cái tranh luận nếu không có một thái độ ôn hòa hiểu biết. Mà phải chỉ trong Phật học, mà ở trong sự so sánh giữa tôn giáo này và tôn giáo khác, hai cái khuynh hướng mà người ta thường có đó là người ta cố gắng nói sao cho giống nhau, hoặc giả là họ đối lập với nhau hoàn toàn. Đây là vấn đề. Phật pháp thì phải nhận rằng khi mà phô diễn những ý nghĩa thì đôi khi cái văn hay cái từ vựng thì rất là dễ bị trùng lặp. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng ta có cái chữ giới, giới thì mới nghe chữ giới thì
mình nghe như vậy nhưng mà có hàng chục ý nghĩa của những chữ giới khác nhau. Thí dụ như chữ giới dịch cho điều học như là giới luật, học giới, tới chữ si lá chữ giới, rồi chữ giới chỉ cho nguyên tố giống như 12 xứ 18 giới, thì chữ giới sẽ lại dịch cho chữ tha túng, và tha túng giống như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi sắc thân khí bị xuất phát, rồi chữ giới chỉ cho một cái lãnh vực hay là một cái lãnh địa, thí dụ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chữ giới là dịch cho chữ avatara. Rồi cũng có chữ giới mà chỉ cho ranh phận, giống như nó biên giới như sima. Thì chữ đó là chữ giới mà mới nghe loáng thoáng á, đôi khi mình phải biết rằng cái từ nào sẽ ở nghĩa nào, cái bạch văn nào. Như cái có chữ khác rất quen thuộc như chúng ta nói chữ định, chữ định mà trong chánh định á, thì chữ định đó nó không có bao gồm chánh niệm và chánh kinh tấn, nhưng mà chữ định mà trong định thuộc tăng trợ thượng á, thì chữ định nó bao gồm cả chánh kinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và ở trong cái tâm định á, nó lại có một cái trạng thái định như là tầm tứ hy lạc định, thì định nó lại của Ekakata. Thật ra định về chi thiền á, tâm lý tâm định đó, thì đó là một ở trong chánh định, và chánh định nằm ở trong định học. Quý vị thấy nó rắc rối không? Chỉ định đều như vậy. Có một điều khác nữa là chúng ta nên biết là cái từ vựng của Hán và Bali có những cái chênh lệch rất là lớn, và những cái chênh lệch này nhiều khi nó tạo nên sự tranh luận lớn. Ví dụ như là Phật giáo Đại Thừa hay bên chữ Hán, thì chữ A-la-hán là chỉ cho các vị thân tăng đệ tử Phật mà đã đoạn tận phiền não. Và trong cái cách suy nghĩ Phật giáo Đại Thừa là A-la-hán là những vị đã đoạn trừ ngã chấp nhưng mà còn pháp chấp. Và trong Phật giáo Đại Thừa thì A-la-hán là hạ căn, tại vì nếu thượng căn thì phải nguyện thành chánh đẳng chánh giác, còn A-la-hán thì còn ích kỷ, còn nghĩ cho mình. Thì thật ra cái chữ A-la-hán đúng nghĩa trong Phật giáo là A-la-hán ấy, thì ngay cả Đức Phật cũng là vị A-la-hán. Ví dụ chúng ta nói rằng Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thì chữ A-la-hán đó rất, có nghĩa là bậc đáng cúng dường. Arahati là xứng đáng thì cúng dường. Thời bên Nam Tông ấy, thì chữ A-la-hán là chỉ cho bậc ứng cúng, và bậc ứng cúng thì Đức Phật cũng là bậc ứng cúng, và các đệ tử Phật cũng là bậc ứng cúng. Tại quý vị thấy có một cái khoảng cách rất là lớn giữa hai cái tông phái. Và khi mà người Việt Nam về Việt Nam á, thì đôi khi là về âm về nghĩa, có khi cái khi âm á, là sai nghĩa khác mà nghĩa sai nghĩa khác. Bên Phật giáo Đại Thừa hay là bên Hán Tạng thì chữ ứng cúng sẽ nghĩa khác, thí dụ Thế Tôn là bậc ứng cúng chính mới đi sẽ khác, mà A-la-hán sẽ nghĩa khác. Nhưng mà thật sự ứng cúng và A-la-hán đều từ cái chữ A-la-hán thôi. Và cái này chúng ta phải cẩn thận về cách nói và cách dùng. Như chữ Bồ-Tát cũng vậy. Bồ-Tát thì Bodhisattva, Bồ-đề-tát đọa, thì chữ Bồ-Tát hai bên âm cũng giống nhau, và đôi khi nghĩa giống nhau. Nhưng mà bên Bắc Tông thì dùng cái chữ Bồ Tát là một quả chứng cao hơn A-la-hán, cao hơn độc giác, chỉ dưới toàn giác thôi. Và một vị Phật có thể trở thành vị A-la-hán thì trở thành vị Bồ Tát. Ví dụ như ở kinh điển Phật giáo Bắc Tông nói rằng Đức Quán Thế Âm bây giờ là Bồ Tát, nhưng mà Ngài đã thành Phật rồi, vì Ngài thương chúng sanh, Ngài trở lại thành Bồ Tát. Nhưng bên Nam Tông thì không có chuyện đó. Bồ Tát bên Nam Tông có nghĩa là một vị hướng cầu giác ngộ. Ở trong thời gian tu tập để giác ngộ thì vì đó là Bồ Tát, là giác hữu tình. Ví dụ Đức Phật thì dạy rằng trước khi ra thành đạo con là Bồ Tát, ở trong kinh Nam Tông dạy vậy. Còn những Bồ Tát Bắc Tông xài khác nữa. Nên chi phải cẩn thận, và chúng ta phải cẩn thận về văn về nghĩa. Hay là vài hôm trước đây chúng tôi có than phiền về một cái
cái thành văn rất là nguy hiểm. Trong một cái bài dịch đó là một vị tu tập mà tự ngã thể dục và phạm thể, tự ngã thể dục phạm thể. Cái câu đó thì quý vị nghe nó có vẻ văn chương, nhưng một câu rất là câu cực kỳ nguy hiểm khi dịch như vậy. Cái câu nguyên trong tiếng Pali á có nghĩa là bản thân và chứng nhập vào cái trạng thái thanh tịnh, và bản thân cái hành giả người đó đó và chứng nhập vào trạng thái thanh tịnh vô lượng, tức là gọi là phạm trú Brahma Vihara. Và Brahma Vihara là phạm trú, tức là bản thân và thể nhập vào trạng thái từ bi hỷ xả, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi nó tự ngã mà thể nhập vào phạm thể thì đó là một câu nói của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo nói mình tu tập, mỗi một người chúng ta là một linh căn, mỗi người chúng ta là một tiểu ngã. Và cái mục đích sự tu tập là tiểu ngã, tiểu ngã trở về với đại ngã. Đại ngã đó là Phạm Thiên, đó là Thượng Đế. Tại ta tiểu ngã trở về với phạm thể là một câu nói hoàn toàn theo Bà La Môn mà câu gì rất là nguy hiểm. Và chúng tôi hiểu được cái khuynh hướng của những người sửa bài kinh này. Ngài Vapra Rahula, Ngài Than Phiền, đó là các học giả Tây Phương đó. Một điều mà họ ghét nhất ở trong giáo lý Phật giáo đó là giáo lý vô ngã. Và họ luôn luôn muốn tìm từng câu, từng chữ để dẫn chứng rằng Đức Phật có dạy về hữu ngã. Nhưng cái ngã nó không giống như cái ngã mình nghĩ. Và họ tư phải dùng cái chữ rất là thô tục đó, chỉ nhét cái chữ ngã vào ở trong bất cứ trường hợp nào thì ngã được. Và vì vậy đó, người Tây Phương họ hay dịch. Thì chúng tôi nghĩ rằng các cái vị dịch giả mà sang định bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu sau này đó, các vị cũng có hơi hám ít nhiều cái nhìn đó. Thật ra họ rất là ghét về cái chữ gọi là chữ vô ngã trong kinh tạng Pali. Vì căn bản mà nói đó thì Phật giáo Đại Thừa đó thì có đề cập đến cái cứu cánh giải thoát là đạt đến thường lạc ngã tịnh. Thường lạc ngã tịnh, quý vị muốn biết bốn chữ đó. Nhưng mà ở trong Phật giáo Nam Tông á thì Sabbe Dhamma Nata, cái quan niệm về ngã không tồn tại, cho dù hữu vi hay vô vi, tất cả pháp đều vô ngã. Và phải nhận rằng Phật giáo Đại Thừa rất khó chấp nhận cái quan điểm mà tất cả pháp vô ngã, mà luôn luôn quan niệm rằng đạt đến cảnh giới tối hậu thì ở đó là thường lạc ngã tịnh. Và do vậy đó, ở trong các hành văn chúng ta, cái chữ ngã đó luôn luôn được ghép rất là nhiều chữ. Và quý vị để ý trong bản dịch về sau này họ sang định là chữ tự ngã xài rất nhiều, và cái bản ngã rất là nhiều, tự ngã rất nhiều. Nhưng mà cái văn phong chỗ đó phải để ý, phải để cái chữ ngã ở đó, chữ bản ngã đó, tự ngã chúng ta nó chỉ là ý nghĩa là bản thân thôi. Lấy ví dụ như các vị dịch là cô voi đi đến đầm lầy và cái tự ngã đó đập trầm mình vào trong nước, tự ngã to lớn trầm mình vào nước. Thì câu dịch tự ngã trầm mình vào nước, câu đó nó không ổn trong tiếng Việt. Dạ. Mà chúng ta phải dịch là toàn thân trầm mình vào trong nước. Mặc dù ngôi nó to lớn nhưng cái hồ nó sâu, nó toàn thân trầm mình trong nước. Thì cái chữ Atta được hiểu rất là nhiều nghĩa khác nhau. Và khi mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Về điểm này đó, thì thưa quý vị, trong kinh có nói rằng lời Đức Phật dạy gọi là nghĩa văn cụ túc. Một người học Phật đó là phải rất là tinh tế ở trong cái từ vựng. Tại đôi khi tại sao mà quý vị thấy rằng có những bài kinh đọc qua mà còn người siêu hay chúng tôi hay chưa đăng phải định nghĩa lại, phải nói rõ lại. Thành ra thưa quý vị, vì ngày nào cũng có học bài kinh, chúng tôi lại bận việc nhiều, thì giờ chúng tôi không có thì giờ để đi sâu vào từng phần. Nhưng mà chúng tôi phải thú thật, đây là thật lòng với quý vị rằng bản dịch tiếng Việt Nam của chúng ta như là những gì quý vị học rất là nguy hiểm. Yeah. Tại vì có rất nhiều chỗ dịch rất là xa với ý nghĩa. Và chúng tôi hy vọng một ngày nào đó, thật ra đây là cái một trong những cái niềm mong muốn của chúng tôi là chúng tôi sẽ bỏ mọi công việc. Chúng tôi thú thật với quý vị là chúng tôi muốn bỏ công việc đang làm đó, những cái trách nhiệm, những phần sự này kia, để trở về có thời gian yên lặng đó, và dành phần lớn thì giờ ở cho cái công việc mà dịch thuật lại. Và nếu được chúng tôi cũng cùng với Chư Tăng để hợp tác với nhau làm sao mà có một cái bản dịch tiếng Việt mà tương đối là nó gần
với tam tạng ý nghĩa khi mà so sánh, bởi vì thưa quý vị, nó rất là, nó có rất nhiều vấn đề mà đôi khi chúng tôi không biết phải làm sao. Ví dụ như là một cái bài kinh mà có một hai điểm nếu mà sửa thì cũng rất chi như một bản dịch mà nó có năm bảy chỗ, thì bây giờ mình cứ sửa tới sửa lui hoài á, nó sẽ bị chi phối cái người người nghe, người đọc đi. Mà mỗi ngày vào chúng ta phải đi qua những quan dịch đoạn đó, nên về phương diện này thì chúng ta nên cố gắng nghĩ đến một hướng đến một điều rằng chúng ta cần một cái bản dịch mới nói là nó gần với cái chánh văn Pali. Và đây là vấn đề mà nó rất là nhức nhối mà chúng ta cần phải giải quyết. Có lẽ là Thượng tọa Đại Siêu sẽ không có trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được dành ít thời giờ còn lại để có một chia sẻ một vài thông tin với quý Phật tử. Hôm nay thưa quý vị, chúng tôi có đọc một bài viết. Bài viết này có đề cập đến một cái sự trạng mà xảy ra nhiều quốc gia trên thế giới, đó là tình trạng cách ly xã hội đối với các bạn trẻ. Và các bạn trẻ ở đây tức là cái tuổi mà bắt đầu lớn lên một chút, ở Mỹ gọi là teenager. Teenager tức là khoảng chừng chúng ta nói 10, 12 tuổi cho đến khoảng chừng 20 tuổi xuống 10 tuổi, vân vân. Thì như chúng ta được biết rằng tình trạng cách ly nó tạo nên cái sự đời sống rất là bất bình thường với nhiều người. Thay vì mình được đi đó đi đây, được làm cái gì mình muốn, bây giờ chẳng những mình không được đi đó đi mà cái gì phải cẩn trọng, kể cả những cái bưu kiện thư từ gửi về vẫn cẩn trọng, kể cả cái việc mà mình đi ra ngoài cần thiết phải hết sức là cẩn trọng. Cái đó nó không quen thuộc với chúng ta, nhưng mà với những người lớn thì do chúng ta suy nghĩ, do chúng ta ý thức ra, nó khác với những người trẻ. Và nếu mà quý Phật tử mà có con cái ở trong nhà đó, thì liên quan tâm đến những yếu tố tinh thần của con cái. Bởi vì sao vậy? Coronavirus là một kẻ thù vô hình. Và bởi vì nó vô hình đó, thì đôi lúc chúng ta phải hiểu nó, bàn bạc nó đây, nó có thể đi vào trong thế giới của chúng ta, nó xâm phạm đến sức khỏe của chúng ta, mà nó thuộc về vô hình vô tướng. Nhưng mà những người trẻ đó thì họ có nhiều cái nhu cầu với bạn bè, nhu cầu đi ra bên ngoài trong một không gian rộng lớn. Và người ta cũng lưu ý rằng có rất nhiều bạn trẻ thì mong cho đến cuối khóa học để gặp với nhau trong những buổi tiệc cuối khóa như là prom hay tiệc ra trường, vân vân. Những điều đó đó đôi khi đối với các em nó là cả một cuộc đời. Đi học thì mong cho đến ngày ra trường hay là trong để tham gia những cái buổi tiệc cuối năm, cuối khóa học. Và năm nay thì những điều đó lại không xảy ra, và con cái thì đặt trong tình trạng hoàn toàn khác. Chúng ta nên biết một điều rằng những điều này hiện nay rất có thể là nó không phải là vấn đề quan trọng lớn. Cha mẹ từ quan niệm rằng ở tuần lễ này đã có 22 triệu người thất nghiệp ở tại Mỹ, 22 triệu, và 22 triệu người đã nộp đơn xin tiền thất nghiệp trong vòng gần 4 tuần lễ. 4 tuần qua 22 triệu người để xin nộp đơn lại thất nghiệp, con số rất lớn. Kinh tế đang xáo trộn, xã hội đang xáo trộn, và cha mẹ đôi khi không quan trọng thì con cái trong nhà cho nó ăn là đủ rồi, giặt đồ cho nó đủ rồi, thậm chí có thời giờ nói chuyện với nó có internet đủ rồi. Đừng nghĩ như vậy, hầu khi chúng ta đừng nghĩ như vậy. Tại vì nếu chúng ta chủ quan, hãy coi chừng, tại vì có những cái sự bất thường mà người lớn do cái ý thức thì có thể vượt qua. Thật ra cũng khó khăn chứ phải là không đâu. Hôm qua chúng tôi có nói chuyện với Linh Mục Vũ Thành ở bên giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, thì Linh Mục Vũ Thành cũng có đề cập đến là những cái phiền rất là lớn, xáo trộn rất là lớn ở bên nhà thờ đó, thì giống như bao nhiêu chuyện khác đời sống hàng ngày. Và càng ngày đó thứ bị nó càng có những cái tin tức mà nó trái chiều, và tin tức trái chiều. Một câu hỏi mà mọi người đặt ra là có nên mở cửa lại
tái kích hoạt lại nền kinh tế hay không, hay hoặc giả rằng thực phẩm có khan hiếm hay không, chừng nào đại dịch chấm dứt, vân vân. Và một cái xu thế mà chúng ta thấy rõ là con người dần dà càng lúc càng mất kiên nhẫn, và khi chúng ta càng mất kiên nhẫn là lúc mà chúng ta lại trở nên giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói chuyện không? Giờ quý vị còn nghe được không? Dạ. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta mất kiên nhẫn là lúc mà chúng ta xuôi tay, chúng ta không còn cẩn trọng nữa. Đó là lúc rất là nguy hiểm. Thì không phải đối với người lớn mà trẻ em cũng vậy. Trẻ em đừng đòi hỏi trẻ em có sự kiên nhẫn như tất cả chúng ta. Mà chúng tôi tin rằng đa số các gia đình Việt Nam thì lo cho con cái rất là nhiều. Nhưng mà trong cái sự lo lắng cho con cái thì cha mẹ người Việt Nam chúng ta đó hay dùng cái quyền của mình. Và ở trong lúc này, khi mà trong cái tình trạng của đại dịch đó, và nếu chúng ta dùng cái quyền hay là dùng cái thái độ cứng rắn đó, thật ra nó không có lợi nhiều. Phải rất là hiểu, phải rất là kiên nhẫn. Chúng ta kiên nhẫn đối với sự khó khăn thì chúng ta phải kiên nhẫn với những người xung quanh mình, và đặc phải hết sức là kiên nhẫn với những người bạn trẻ, những con cái còn trẻ tuổi gia đình. Các em đôi khi không có cái nhìn khác giống như vậy. Thật ra thưa quý vị, ở tất cả những cái vùng mà bị cô lập vì dịch bệnh, một vấn đề mà người ta phải đối đầu nhiều và cho đến bây giờ càng ngày càng rõ rệt, mà các nhà tâm lý học đã bắt đầu ghi nhận rõ ràng, đó là những xáo trộn ở trong cuộc sống gia đình. Xáo trộn rất lớn, và cái sự xáo trộn nó thường liên quan đến con cái. Và có những gia đình đó, con cái nó nổi loạn, cha có một ý kiến khác, mẹ có ý kiến khác, và cha mẹ căng thẳng với nhau vì con cái, và đôi khi dẫn đến những quyết định rất là đáng tiếc. Nên chi ở trong mọi hoàn cảnh nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại thì chúng ta đặc biệt phải kiên nhẫn nhiều hơn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp Buddha Dharma, kính trân chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng. Đại lễ quý thầy, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn có một ý thức ở trong cuộc sống là mình cần chăm sóc tốt cho mình. Có nghĩa là cũng là sự chăm sóc tốt cho những người thân, và là một sự đóng góp cho xã hội ở trong đại dịch này. Và sự chăm sóc tốt cho bản thân của mình đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm, nhiều hơn là chúng ta sẽ tưởng tượng được. Mong chúng ta có đầy đủ nghị lực để tiếp tục kinh nghiệm vượt qua tất cả những khó khăn. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi giảng giải về nạn dịch cho chúng con để biết và để phòng ngừa. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đại diện vận hành trong lớp học được hoàn thành. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Quý đạo hữu luôn an lạc.